Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường TV. Ngày cuối năm, những ngày cuối năm rồi, còn khoảng tầm một tuần đã tới Tết rồi. Theo được nhiều cái sự yêu cầu của rất là nhiều anh em, rất nhiều chứ không phải là nhiều nữa, yêu cầu mình nhuộm màu nâu tây. Và mình khi mình search một vòng ở trên YouTube hoặc là trên TikTok thì mình thấy rất là ít người chia sẻ nhuộm cái màu nâu tây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ thuật nhuộm nâu tây đúng cách và pha màu như thế nào cho nó đúng nha. Cái màu nâu tây á, nó được ký hiệu là số 10.21. Nếu mà mình đọc theo thông số á, thì mình sẽ đọc nó ra là màu tím ánh khói cấp độ 10. Nhưng mà thật sự không phải đâu. Đây không phải tím ánh khói. Cái màu này gọi là màu chuyên dụng. Những cái số màu mà khi mình nhìn vô mình thấy nó lạ như thế này á, thì mình thấy nó gọi là màu chuyên dụng. Và mình phải hỏi cái nhà sản xuất hoặc là nhìn vô cái bảng màu để mình xem đó là cái màu gì. Cái màu này được hãng Lazy ký hiệu á, là màu nâu tây nha. Màu này không phải pha, nếu mà anh em nhuộm thích nó tối thì anh em cứ đập trực tiếp lên như vậy. Nhưng mà mình muốn cái nào màu này nó hơi sáng sáng thì mình ngâm nó lâu một tí. Nhưng mà cái màu nâu tây này mình thích có cái ánh sắc nó hơi bạc bạc một tí thì mình cho 019, tức là màu xám. 019 tức là mít xám. Và hai cái màu này pha trộn lại với nhau cộng với oxy chính. Mình dùng trên sản phẩm của Lazy hết nha, một sản phẩm, dòng sản phẩm cao cấp của công ty Keola nha. Rồi, và bây giờ mình tiến hành pha màu. Thì mình sẽ pha cái màu này với tỷ lệ là 80% và màu 019 tức là 20%. Nếu mà mọi người không có số 019 thì mọi người dùng cái màu 011 là màu ash á, tức là màu xám á nha. Màu ash, thường thường bên tiệm gọi là ash không à nha. Màu xám đó. Bây giờ mình sẽ cho màu này 80%. nha. Các bạn bóp cái tiếp thuốc và bạn bóp ở sau tới chứ đừng bóp ở trước lui. Các bạn nhìn cái chất tóc để các bạn bóp cái lượng thuốc cho nó vừa phải chứ đừng có để nó dư quá và đừng có để nó thiếu. Tóc em này cũng không có nhiều lắm, vừa thôi. Rồi. Đúng không? 80. Và cái này mình chỉ cần cho thêm 20 nữa. Nè, bóp thuốc mà bóp những thế này á là sau này nó rất là khó nè, mình bóp ở sau tới. Rồi, khoảng tầm 20%. Cái màu mà 019 của Lazy này giá thành nó rất là cao mọi người. Nó có thể cao gấp 2, gấp 3 lần từ những cái tiếp màu này nữa nè. Rồi. Và oxy 9% tỷ lệ 11 nhé. Ở đây mình nhuộm, mình có thể nhuộm trước mặt pha thuốc, trước mặt khách luôn để cho khách hàng biết họ đang nhuộm mọi mỹ phẩm gì luôn á. Nha. Mọi người yên tâm. Rồi bắt đầu trộn lại nè. Trộn đều lại nha và bắt đầu pha màu nhuộm nha. Rồi được rồi. Đắp y vào, áo này gọi là áo trần da để tránh tình trạng nó rớt xuống người khách. Mang một cái cặp bao vào. Tất cả mình phải chỉ sử dụng bao cho nó an toàn nha. Sao cười? Anh đang nói bao tay ni lông mà em nghĩ gì vậy? Ủa cũng em cũng đâu. Có gì đâu. À, thôi anh biết hết rồi, đừng có xạo. Ai xem biết cũng biết mà. À đúng không? Rồi bây giờ sẽ tiến hành nhuộm nha. Mình sẽ nhuộm phần trên này, không nhuộm phần dưới chân. Và vì lý do vì sao thì rất nhiều video mình đã chia sẻ rồi đó. Bây giờ sẽ quét nè. Nhiều bạn sẽ hỏi là anh ơi, cái màu này á mình nhuộm trên cái tóc đen hay là mình phải tẩy, hay là mình phải nâng nền, hay phải như thế nào đó. Cái màu này á, các bạn có thể nhuộm trên tóc đen, cũng có thể nhuộm trên tóc màu. Nhưng mà ví dụ các bạn nhuộm trên tóc màu thì cái tông nó sẽ sáng hơn và cái màu nó sẽ ra cái sắc tố nó hơi khác khá một tí, nó tươi hơn. Còn cái này á, bạn này muốn nhuộm cái màu tự nhiên, mình cố gắng á đưa cái màu nó sáng lên một tí, ngâm lâu hơn một tí, nhưng mà không có tẩy để tránh tình trạng khô sơ và hư sợi tóc cho bạn ấy. Mình hạn chế gọi là tẩy tối đa. Còn những cái màu nhuộm mà nó bắt buộc nó phải tẩy, ví dụ như màu xanh đen hoặc là những cái màu mà nó xám hoặc là tro hoặc là những cái màu mà đậm đậm á, thì cái đó nó bắt tẩy thì nguyên tắc mọi người phải bắt buộc phải tẩy rồi ha. Còn không tẩy nhuộm không lên. Còn cái này nhuộm nó vẫn lên, nhưng mà ví dụ cái nếu mà các bạn tẩy được các bạn nhuộm á thì nó sẽ lên cái màu nó tươi đẹp hơn. Còn ví dụ không tẩy thì nó nhuộm nó vẫn lên nhưng cái màu nó sẽ không có tươi bằng ha. Đó là những cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi nha. Mọi người chải lớp kế tiếp cho nó dính vào, sau đó quét lên, cứ như thế mà làm tới thôi, thấy không? Cách chân nha, không có quét vô cái chân nha mọi người. Rồi, chải lại nè.
cho nó dính vô đầu, sau đó mình lấp cái tiếp này mình chải cho nó dính lại. Đó, nó dính cái lớp hồi nãy giờ nè. Đứng cái lượt lên nha, cẩn thận nó quét, nó cào cái thuốc ra. Cái loại ghế này nó khá là cao, nên mình đứng đây có cái là nó hơi vói vói, nó hơi mệt. Đó, mọi người thấy rõ không? Chải mượt mà vô. Đó. Lát là nhìn đẹp dai ngón cơm lại liền. Rồi. Bắt đầu lớp trên này, mọi người đập cái lớp trên cùng á, là mọi người đập nó dày dày hơn một tí. Tại nhà mình giàu mà, mình đập nhiều thuốc vô không sao. Hôm nay là khách hàng này á, không phải là khách hàng mới mọi người. Khách hàng cũ của QC, nhưng mà mới là mình mới cắt lần đầu. Còn thợ, mấy anh em thợ đã cắt cho bạn này rồi. Mà Tết bạn ấy muốn yêu cầu mình cắt thì thôi, ok, về Tôn Ngọc Vân cắt cho cái sao khách. Anh em muốn cắt ở QC Luxury này á, thì đến 490 đường Tôn Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Bây giờ thì có mình cắt, và sang năm thì sẽ có thêm một bạn giảng viên của QC nữa ở dưới thành phố Mỹ Tho lên, sẽ làm việc ở đây luôn, sẽ làm việc ở chi nhánh này luôn. Đối với mình á, cái việc cắt tóc một ngày á, không cắt bảo đảm mọi người mình không chết đói đâu. Chục cái tiệm có thể dư sức để nuôi mình sống. Nhưng mà đối với mình á, ngày được gặp khách hàng, được cắt tóc, được nhuộm, được uống này kia, mình thấy vui lắm. Mình thích lòng hóa chất lắm. Mặc dù cho dù nó chết sớm thì kệ bà nó, sống miễn sao mình thấy vui là được rồi. Rồi. Khi mà đã lưu cái thuốc lên này cho nó đều xong rồi thì mình sẽ lưu nó khoảng tầm 15 phút, sau đó mình kiểm tra lại, nếu nó lên màu rồi thì tiến hành đập vô chân luôn. Nhớ nha, chân tóc nè, nhìn nè, cách chân nè, chân tóc không có thuốc nha. Mọi người thấy rõ không? Muốn coi lớp nào cho coi lớp đó luôn, thấy không? Chải kia mà nè, muốn coi lớp thí dụ bên này chẳng hạn nè, đây nè, thì cũng được luôn, cách chân hết, không có vô chân nha. Mọi người vô chân tóc và lát cái chân tóc nó sẽ bị sáng ở ngoài đó. Rồi, lưu cái này khoảng 15 phút sau mình sẽ kiểm tra, nếu nó lên màu rồi thì vô chân luôn, còn nếu mà chưa lên màu thì lại tiếp tục ngồi chơi. Thời gian chờ đợi xin được phép bắt đầu. Khi mà mình đã cảm thấy tóc này nó đã lên màu thì mình sẽ tiến hành vô chân, dậm chân nha. Và khi mà dậm chân này xong á, thì nó khoảng tầm 5 tới 10 phút là mình sẽ tiến hành xả thôi. Quét nhanh nhanh lên nha mọi người. Vô chân rồi mọi người phải quét nhanh lên. Cái màu này bắt đầu nó lên khá là đẹp rồi đó, mình đã thấy cái sóng tóc lên. Lát khi mà nhuộm xong nha, mọi người nhớ nha, mấy thánh cào phím nghe cho kỹ câu này nè. Khi mà nhuộm xong á, mình sẽ cho khách hàng ra ngoài môi trường không có đèn vàng để mọi người xem cái chất tóc này. Nhớ nha mấy thánh cào phím. Chứ mà coi không thấy clip bấm mẹ trúng cái lúc mà đang quay trúng đèn vàng, nó vui nó chửi. Mấy thanh niên cũng nó sàm lờ thiệt chứ. Phần rất khéo. Bạn có nhuộm bằng trời, khi mà ngoài này anh em nhìn có đều cỡ nào nữa, nhưng mà khi mà lên hình á, cái ống kính á, nó sẽ bị lóa sáng những cái phần mà nó hắt sáng á. Thì nó những cái chỗ đó nó sẽ biết sao bị sao, nó sẽ bị vàng lên. Tại vì đèn vàng mà. Mình pha thuốc á, thường thường á, mình pha rất là liệu, cơm gấp mắm mình pha rất là chuẩn. Mà khi mà mình pha một phần với lại mình quét, mình cũng canh một phần nữa. Nên ra tóc, khi mà mình nhuộm tóc á, ít khi nào bị dư thuốc lắm. Trong cái chén thuốc này, mình cho mọi người xem nè.
không dư, không dư thuốc luôn á. Gác nó rất sạch sẽ và mình đưa cú nào lên là sạch cú đó luôn, chứ không có dư thuốc dư than gì nữa hết. Sau đó đi dọc lại kiểm tra nè, đều rồi nè, thấy không, đều rồi, có thuốc rồi. Cái này mình lưu khoảng tầm 5 tới 7 phút là mình xả là đẹp rồi, không cần phải lưu lâu đâu nha mọi người. Ok, bây giờ mình lưu khoảng tầm 5 tới 7 phút nữa mình kiểm tra lên màu là xả xong là mình muốn biết làm gì không. Đủ màu, lên màu rồi đó, giờ là xả tóc thôi mà nhớ. Để thằng em về coi clip nó mới thấy, lần còn giờ không cho thấy. Qua đây em vô vô xả. Sắc nước nghiêng trời không? Bén liền phải không? Nhưng mà được bén được ngày thôi. Ngày mai là nó gội rửa nó mất mẻ rồi. Nó về lại chân ngoài cũ. Đẹp được ngày này. Thì mình lên hình mình phải cho đẹp đẹp được ngày này thôi. Tại vì anh làm tóc chứ có làm chân mày đâu mà đời đẹp luôn. Đã nhuộm xong, giờ mình sẽ sấy khô. Sấy khô hoàn toàn luôn, để coi cái màu nâu tây nó sẽ như thế nào nha. Ở trong mình đã nhắc lại một lần cuối cùng là trong cái đèn vàng thì nó sẽ vàng, lát mình sẽ đưa khách hàng ra ngoài cho mọi người cùng xem nha. Đẹp hơn hạt dẻ nhiều không? Tự nhiên mình nhuộm màu hạt dẻ làm cái gì? Bằng tiền nhau nhuộm màu này xài vài bữa nó tự bay ra màu hạt dẻ, nó giữ cái màu nâu tây được khoảng tuần 10 ngày thôi. Sau đó thì nó bay ra hạt dẻ, thì mình lúc đó mình xài hạt dẻ chứ mình dùng hạt dẻ nó đâu có ra được nâu tây đâu mà. Nâu tây nhìn mặt lên nó trắng, nó sang, đẹp hơn nhiều. Nó nói thật luôn, lên đẹp rất là đẹp, tự nhiên em nhuộm màu hạt dẻ là uổng á, nói thật. Không tạo kiểu gì hết luôn nha, chỉ khô sấy khô thôi em nhìn nè, là hơi bị oách, đẹp dai đấy. Này mình sấy khô, tự nhiên hết, không tạo kiểu, không đồ gì kia hết, cho mọi người xem cái màu nhuộm. Tại video này mình đang hướng dẫn cái màu nhuộm, chứ mình không có hướng dẫn về cắt tóc nên mình không có tàu kiểu. Mình biết hết. Có tinh dầu vô khác không? Cái sóng tóc nó bắt đầu nó em đánh đã ra sóng nè, không cái tóc em nó sẽ tự nhiên, nó không có bị ấy nữa ha. Sóng tóc mình chỉ mới sấy khô, không tạo kiểu, không gì cả nha. Và màu nâu tây đã xong. Mọi người nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quốc Cường TV. Và lát mình sẽ nhờ em trai này ra ở phía bên ngoài á, nó không có ánh sắc vàng á, nó chỉ có ánh sắc trắng thôi, ít vàng, vàng cũng có đèn vàng quả nhưng mà ít thôi, thì sẽ nhìn cái màu này đúng chuẩn hơn là khi mình ở trong một không gian toàn đèn vàng như thế này ha. Rồi mình bắt đầu ra ngoài chính chiền và cho bạn ấy quay mấy cái góc quay mới cho em nha. Rồi ok, em mời em ra ngoài này.